Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra mới đây tại Hàng Châu, Trung Quốc, ông chủ Jack Ma của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đã bày tỏ tham vọng xây dựng hệ thống giao hàng nhanh chỉ trong vòng 72 tiếng đồng hồ trên phạm vi toàn cầu. Trong bài phát biểu của mình tại quê nhà Hàng Châu, Trung Quốc, ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba khẳng định xu hướng phát triển của kinh tế hiện đại phải gắn liền với việc phát triển hệ thống kho vận. Nếu ví mạng điện tử là hệ thống kết nối trong không gian, thì chủ kho vận là hệ thống kết nối trên mặt đất. Và nếu chúng ta kết hợp được cả hai công cụ này, thì đó chính là khởi đầu của quá trình toàn cầu hóa thực thụ. Nói về những mục tiêu xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển tập đoàn có hệ thống chuyển phát nhanh trong vòng 72 tiếng đồng hồ trên toàn cầu và 24 tiếng đồng hồ trong phạm vi nội địa. Đó mới chính là chủ thương mại toàn cầu thực sự. Đây không phải là lần đầu tiên Jack Ma thể hiện quan điểm chú trọng đầu tư vào dịch vụ kho vận trong chuỗi cung ứng của Alibaba. 3 năm trước, Alibaba đã đầu tư một doanh nghiệp chuyển phát nhanh của Trung Quốc có tên gọi là Kangninow và cam kết sẽ chi ra 100 tỷ nhân tệ trong vòng từ 5 đến 8 năm để phát triển mạng lưới kho vận trên toàn quốc. Khoản đầu tư này tương đương hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Alibaba đang nắm giữ khoảng 47% cổ phần tại Kangninow